đeo dấu thiên tâm được về trời hả chú? Dấu này hả? Dấu này á là đâu phải đeo là được về trời. Cái dấu này á, trong lúc này đeo á là vì cái con vịt mình, để mình nói sơ gì, nó có âm binh. Âm binh thấy cái dấu này á, dầu sao cũng nể. Cũng giống như dấu này giống như hiện bây giờ bên Sài Gòn là được chứng nhận đi vòng vòng ngoài đường, có nhiều người không có được chứng nhận ngoài đường vậy đó. Thì dấu này các chư thiên, chư thánh, chư thần, chư Phật đã ấn chứng vào cái dấu này vào năm 1979 tại ở ngoài trại tù Bắc Hà, Hà Nam Ninh, Bắc Việt. Lúc đó Trung Cộng nó tấn công ra miền Bắc. Khi nó tấn ra miền Bắc á, các chư vị ở trên về á mới dạy tất cả các tù nhân ở thời đó đó phải làm cái dấu này. Mà trong tù á, người ta không có như mình này bằng vàng 18, người ta làm bằng mũ hay bằng gỗ, người ta khác, người ta đeo thì sẽ không có bị dội bom hay là được an toàn. Thì cái dấu hiệu này từ năm 1978-79 nha quý vị, chứ không phải mới đây nha, thì cũng thường xuyên đeo. Nhưng mà được có một cái là dấu này của cha, của Thượng Đế mà bên Công giáo gọi là Đức Chúa Trời đó. Đó là dấu này là vậy đó, dấu của Đức Chúa Trời. Tới giờ kỹ thuật cũng vẫn còn lẩm cẩm. Dấu này là của Thượng Đế. Thì sẵn đây mình nói luôn, trong cái này là cái đạo, gọi là đạo thiên tâm. Cái đạo Phật của mình rất là khó, cũng giống như lính vậy đó. Xuống mình xuống đây là giống như cái quân trường nha. Đạo Phật rất là khó tu, còn đạo Công giáo thì đó hiểu rồi. Cho nên ở trên mới ra một cái đường gọi là thiên đạo. Gọi là thiên là trời, tâm là Phật, gọi là đạo thiên tâm. Thì trong nhân loại tương lai, đạo thiên tâm này sẽ thống nhất tất cả các đạo trên thế giới sau khi cái trận sàng lọc cuối cùng của thời mạt pháp này thì Phật Di Lặc ra đời. Thì dấu hiệu này của Phật Di Lặc tương lai thì sẽ dịch ra tất cả các tiếng thế giới, thì cách nhập đạo rất là dễ. Cho nên sau này ở tất cả các nước như Trung Đông, nước Mỹ hay là Âu Châu á, họ vô đạo có cách á, là chỉ thờ tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi lại về hướng Đông Bắc 12 lại, tự đặt tên cho mình. Cũng giống như Michael Joseph thì nó tên là Michael đi, thì là Thiên Michael. Còn người Việt Nam mình là Nguyễn Văn Trỗi thì đặt là Thiên Văn Trỗi, hay là đó là mình lấy cái tên bình thường của mình, nhưng mà có sao chữ thiên thì lúc đó mình tự mình nhập đạo. Nhưng mà cái cách nhập đạo là do các chư thần chư thiên ấn chứng cho mình. Lúc mình thành tâm á, mình ra sau hè hay là vợ mình nó không thích thì tự mình cũng được, mình ra gốc cây mình khấn với lòng thành của mình, thì lúc đó các chư thiên đều nghe hết, thì lúc đó họ đã ghi tên của mình ở trên kia rồi. Quý vị nên nhớ ở trong cái cõi vô hình á là kiểm soát cái cõi hữu hình của mình. Vì á, con người của mình bây giờ á, đang ở trên trái đất này, chứ thật sự mình còn một cái chân linh ở trên kia. Đó có rất nhiều còn chảnh. Cho nên cái kỳ này á, cái kỳ mà tận diệt này á, trong từng rồi á kiệt biết được á là quân của ta, tức là quân phe thiện thần đã chiến thắng được phe ác thần và đã dồn quân của họ vào gốc tới 90% rồi. Thì bây giờ bắt đầu ở trên trển nó đang lập ra cái lịch trình để mà xử phạt. Thì đầu tiên thì xử tụi thiên ma, rồi sau đó tới xử những cái người mà có sứ mệnh đi xuống mà mê trần, ham tiền, ham vật chất gì đó, rồi phản đồng bọn, phản đồng đồng đội. Rồi kế tiếp thì những chư thánh, có chư Phật nó nghe, chư Bồ Tát xuống đây không lo tu thì cũng sẽ bị tra phạt hết tất cả các người.